Xin chào quý vị, hôm nay là 28 Tết quý vị. Và gia đình của Bằng đang đi chợ hoa ở Phú Lộc Thọ đây. Đây là cái Bắc Kinh ở Bình Hông quý vị. Mất rất là nhiều thời gian để tìm Bắc Kinh ở trong đây nha quý vị. Năm nay có thêm cái xe đẩy nữa. Cái Bell Race đang đi với mẹ trước. Bell Race thấy ai nó cũng chào hết. Cô chú thấy không? Nó gặp ai nó cũng chào hết. Wow. Cây đào đẹp quá. Còn đây là bé Chay. Bé Chay thì đang ngủ. Bé Chay đang ngủ cô chú ơi. Gặp ai cũng chào ấy. Mấy tháng rồi nó mới được ra khỏi nhà. Quá trời đông. Trời đông luôn. Đây là cái cổng chính của thương xá Phú Lộc Thọ quý vị. Đây có quầy của sông bài ba cẳng gà. Wow, đông quá. Đi này dễ bị lạc quá nha. Đây hoa đào nè. Quá trời nụ luôn đó. Mà nụ còn nhỏ ha. Nụ mình mà nở là vừa. Này mà bông trắng, bông trắng. Bông đỏ. Bông của mình bông đỏ, bông hồng. Wow, cái cây này tên gì mà trái sum xê vậy? Wow, trái sum xê luôn. Đẹp quá ha. Quá trời luôn kìa. Trái dữ kìa. Đây là cây cây mai Việt Nam. Nhưng mà mai nhựa. Rồi bây giờ tôi đứng tôi canh cho bà. Có quýt nhựa nữa. Đông quá trời luôn quý vị ơi. Ô, lồng đèn kìa. Wow. Mấy anh nó phát hiện chó rồi. Quá cho lồng đèn đẹp quá ha. Lồng đèn này bằng vải à, không phải bằng giấy, đẹp quá. Cây đồng tiền. Ê, mấy đứa nhỏ nó đốt pháo kìa quý vị. Pháo này pháo chọi á, chọi xuống nó nổ à. Cứ tưởng như đang ở chợ lớn vậy. Đâu khác gì Việt Nam đâu quý vị. Đây là hoa lan. Nhưng mà năm nay là nhà em đi thêm một thành viên nữa quý vị thấy không? Đó. 6 tháng tuổi rồi mới xuất hiện đó quý vị. Sống đời. Thôi không. Chợ Tết mở chắc cũng đã hơn nửa tháng rồi nhưng mà bữa giờ tụi em chưa có rảnh để đi. Hôm nay mới rảnh để đi quý vị. Hôm nay là 28 Tết rồi.
Đó, giờ sale còn 10 đồng nè. Đây là cái sạp năm trước bằng có quay cho quý vị coi nè. Sạp máy lá nè. Vua khô bò. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.